đều được an vui hơn hở lòng. Người ấy và bạn từng ôm ấp chí lớn quét sạch quân thù trên đất nước để cho toàn thể dân Việt Nam đều được tự do muôn muôn năm, để cho muôn muôn đời dân tộc hết đói rét lầm than tan tóc. Nhưng hoàn cảnh đã không chiều người, những ước mơ mong muốn đã bị thực tế cuộc sống phũ phàng chập tắt. Người ấy và bạn đã xa cảnh cờ cao gặp vận Mỹ, chí trường phu rút lại là làm báo làm bung chán mở đời. Nguyễn Thị Sĩ than cho thân phận mình và bạn mình: nhà văn An Nam khổ như chó, mỗi lần cầm bút viết văn chương, nhìn đàn chó đói gầm trơ xương, rồi nhìn chúng mình hì hục viết suốt mấy năm trời kiết vẫn kiết, mà thương cho tôi thương cho anh đã dùng bao nhiêu mỡ tóc xanh. Bài thơ Nguyễn Vị gửi bạn là viết cho người ấy, viết về người ấy, nhưng hơn thế, lời thơ thống thiết uất ức đủ giải nỗi bi phần cho cả một hạng người. Nói như Hoài Thanh, nhà phê bình viết tiếp: một hạng người nếu có tội với xã hội thì cũng có chút công, một hạng